Vâng, ngày hôm nay là ngày 28 tháng 11 năm 2021. Và chi hội phụ nữ cùng với câu lạc bộ xanh sạch đẹp của khu đoàn kết tiến hành trồng cây và trồng hoa tại đường của xóm Cóc thuộc khu đoàn kết thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Chào cán bộ hội phụ nữ nha. Em chào chị nhé. Đang đến tham dự trồng cây với chi hội phụ nữ và câu lạc bộ môi trường xanh sạch đẹp có ông Phạm Minh Sơn, bí thư chi bộ, ông Nguyễn Trung Dũng, trưởng khu, ông Lương Kim Cương, trưởng ban mặt trận của khu. Vâng, trực tiếp đồng chí bí thư chi bộ khu cũng tham gia trồng cây với tổ chị em phụ nữ. Đến dự cái buổi trồng cây trồng hoa trên đường của khu còn có cả chị em là cán bộ phụ nữ của huyện Chi Lăng. Tính nhà nó tính mình nó bao tiền bầu nhỉ? À, 1.500 một bầu ạ. Hả? 1.500 một bầu ạ. 1.500 một bầu ạ.
trưng thôi. Có cô còn nhiều việc lắm. Hai đám cùng rồi anh. Hai đám rồi anh. Hai đám cũng phải làm nhau đấy. Tí nó cứ bám, trưa nay cứ bám theo ông Sơn nhá. Cứ để ông Sơn ăn về nghỉ. Đây, đây đi mời. Qua mà vừa công bố coi như là tổ giãn cách nới lỏng rồi đâu phải hôm nay bạn cũng hay. Không thấy không? Chặn bố đi, người ta 30 mâm rồi. Để gắn biển cái xong nó đi. Đấy à? Vâng. Thôi, mỗi người cầm một tay một cân nhanh thôi mà. Cái này nhanh thôi mà. Để con nó cuốc hố tốt thì thấy. Được một nửa rồi. Vâng, tham gia trồng cây ở đây còn có chị Vi Thị Lan, chủ tịch liên hiệp phụ nữ của thị trấn Đồng Mỏ. Đó, các đồng chí Lương Kim Cương, trưởng ban mặt trận khu, tham gia trồng cây cùng với chị em phụ nữ. Ba mươi phân thì chắc phải không ra tí. Ba mươi phân mà khoảng cách là ba phân. Bên kia phải 40 phân thôi. 30 phân, 30 phân nha. À. Đây, đây là cán bộ phụ nữ trong diện hộ nghèo nhưng mà hôm nay tham gia về trồng cây với chị em rất sớm. Hội viên phụ nữ nghèo. Muốn có hoa là xây mấy cái bồn nó cao cao lên xong đặt thành cái giỏ hoa ấy, thì nó thành đẹp ngay cái gì đó. Làm như cái cột đấy. Nó như cái cột thế là được. Đồng chí chị hội trưởng phụ nữ ơi, hôm nay ra tham gia trồng cây ở đây gồm những thành phần nào đấy ạ? Vâng, gồm hôm nay tham gia trồng cây ở Hồng Làng đây toàn là những chị em trong chi hội phụ nữ khu đoàn kết ạ. Chị em rất là nhiệt tình đấy ạ. Cho làm trồng cây để làm đẹp cho thôn đấy. Ôi chị ơi, chị em bỏ hội cấp trên, hội liên hiệp phụ nữ huyện Chi Lăng đã hỗ trợ khu đoàn kết một số tiền là 2 triệu đồng để mua được 1.350 cây chuối nhọc để trồng con đường để trồng con đường để vào khu xóm cấp của khu đoàn kết. Vâng, xin cảm ơn chị. Vâng, với hỗ trợ 2 triệu đồng, chúng ta mua được một số cây cảnh để trồng hai ven đường tại xóm Khòn Cóc và một số địa điểm xung quanh của khu đoàn kết thị trấn Đồng Mỏ. Vâng. Và dọc con đường cầu của Mỏ Đá. Vâng.
Đây là những cái mà góc như này này, góc như kia kìa. Tí diễn lại. Không gắn, gắn biển. Tí cái ấy là đều một hàng thì nó đẹp. Đây là phòng hòa nó ở nhà không có. Cái này mình đẩy cho mình ơi. Đây này. Không thấy mặt đâu. Công trình cây xanh chào mừng đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là công trình cây xanh tại đường thôn, đường khu thuộc xóm làng Co, khu đoàn kết thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, do đồng chí Chủ tịch Liên hiệp Hội nữ thị trấn Đồng Mỏ trực tiếp đến trồng và cắm biển tại địa điểm của khu đoàn kết thị trấn Đồng Mỏ. Phải trồng dây chị ạ, 30. Phải thế mới có cái chuyện nỗ lực. Bây giờ là cứ đứa nào phát ra ngoài hay là đứa nào làm quả ra ngoài phạt 10.000 nó cơ mới sợ. Ui, cứ làm thảm quả mất tiền đó bây giờ mới sợ. Đấy là phải cho nó đến sợ. Phát 3 quả. Đấy, cứ phát đi mất tiền. Không mà, không mà. Không mà ai cũng phải an toàn đúng không? Đứa nào phát ra ngoài là phạt 10.000. Chơi nữa. Chơi. Nhiệm chơi. Tại vì chơi. Làm cái chỗ đấy làm cây được rồi. Lúc nào hôm nay chủ nhật đỏ. Chủ nhật đỏ mà. Chủ nhật đỏ đấy, bọn cháu bây giờ nó là gọi là chủ nhật đỏ. Chủ nhật đỏ chứ không phải chủ nhật xanh. Chơi đôi, cái đường này là đẹp lắm đó.
Yeah.